chốt. Chú rồi, Thái Hoàng. Chẳng biết cơ nói với em rằng vừa hết ai ly. Hello mọi người nha. Trời ơi, cái chân mày, chân mày, chưa có chân mày. Hello mọi người. Cảm ơn Hiếu Vi nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người vào like, mọi người vào like đi mọi người. Xong mọi người comment một phát coi mọi người cho đêm like vui vẻ coi nào. Tối nay chắc nhiều anh em đi chơi rồi đúng không? Tối nay tối chủ nhật mà. Mọi người ơi, hôm nay lại sale áo sơ mi 199.000 nha mọi người. Giá gấp 19.900.000. Hôm nay sale cho anh em chỉ còn 199.000 thôi. Hello 00 nhá, chị chào 00 nhá. Ai thấy hả? Em chào chị chào Lam Văn Nghiệp này. Mới đặt chiều, áo này hết mẫu rồi ta. Ừ đúng rồi, mẫu này hết rồi. Chết, ta mặc áo mẫu hết rồi. Đợi tí Lâm Anh thay mẫu đang còn nha mọi người. Bật cái áo xích vàng này. Cộng tay xích vàng này, cộng tay cứ đi. Quên mọi người ạ, quên là mẫu này nó hết rồi. Em quên mọi người ơi. Giật áo này ra đi, trời ơi, để đi. Sơ sấp lỗi kỹ thuật. Chuẩn bị áo nào màu trắng nhé. Rồi lên cho anh em một con lụa xích vàng đầu tiên đang được sale 199 anh em nha. Anh em ơi, bây giờ Lâm Anh sẽ lên cho anh em một con lụa xích vàng đầu tiên đang được sale 199 bên nhà Lâm Anh nhá. Mọi người nhìn thấy cái mẫu này không? Mọi người nếu như ai muốn lấy cái lụa xích vàng mà cọc tay này với giá sale là 199 thì mọi người lên mã 1 dùng cho Lâm Anh nha mọi người nhá. Lên mã 1 dùng cho Lâm Anh nha. 1 bấm phím 1 dùng em 199 nha mọi người. Từ khi live video 1 là nó hiện loạt video luôn. Ok, em chào anh, em cảm ơn anh. Anh gì nhờ anh chúng shop An Nhi nha. Rồi mọi người ơi, với cái chất liệu áo này nha mọi người. Cái chất liệu áo này nha là chất liệu vải lụa nha mọi người. Cái chất liệu này là vải lụa chống nhăn cho anh em luôn. Cái này là chất liệu vải lụa chống nhăn cho anh em. Ví dụ anh em muốn mua, anh em comment mã 1 số 199 cho Lâm Anh thì mọi người sẽ lấy được với cái giá đang ưu đãi bên nhà Lâm Anh là 199.000 mọi người nha. Mọi người nha. Rồi anh em nào muốn mua, anh em comment lên dùm cho Lâm Anh là số mã 1199 cho Lâm Anh. Đó, cả áo cả người có bán đâu. Anh em ơi, anh em chia sẻ cho Lâm Anh trong buổi tối live ngày hôm nay đi mọi người. Cho em cởi áo ra xem áo đó sao. Trời ơi, mọi người nhìn trên người là được rồi, mọi người thấy rồi. Anh ơi, hàng nhà Lâm Anh thì không gửi qua Đà Lạt được mọi người nhá. 79kg có size luôn anh Hùng Phi Võ ơi. 79kg có size anh nhá. 79kg có size nha mọi người. Ê, em hạ cái đèn xuống tí. Hello mọi người ơi vào like đi, xong mọi người nhấn nút theo dõi cho Lâm Anh với mọi người. Thôi nghỉ đi, mai xuống anh Lâm Anh về nuôi áo phải đỡ vất vả hả? Thôi Lâm Anh thấy thì bạn nào có gì vất vả đâu, bán hàng đẹp cho anh em có gì vất vả đâu. Anh em chỉ cần lên phím 1 thôi, giá 199 sẽ được sale cho anh em trong buổi tối hôm nay đó. Hoặc rồi anh 75kg mặc vừa nha anh Đồng Mu ơi. Anh Đồng Mu ơi vừa nha anh. Thì anh đặt cái tên gì là chữ gì anh. Xong rồi anh chỉ cần comment giùm em là 1-199 giúp em là được nha. Có bao ship không em? Cái này không bao ship được đâu mọi người ơi. Vì bên nhà em là giảm giá áo sơ mi lụa này là từ 270.000 xuống còn 199 rồi. Chứ mọi người đi ra ngoài với cái chất liệu vải này 199 là ở ngoài không có đâu mọi người nha.
Nếu như mọi người đi ra ngoài mua cái áo như thế này với giá là 199 là không bao giờ có đâu. Chỉ có bên nhà Lâm Anh mới có giá này cho mọi người thôi mọi người nha. Chỉ có bên nhà Lâm Anh mới có giá này cho mọi người thôi. Số 1, 199 là mọi người sẽ nhận được ưu đãi bên nhà Lâm Anh nhá. À, ngoài ra những cái mẫu này thì còn rất là nhiều mẫu nữa. Nhưng anh em nào quan tâm mẫu số 1 này thì anh em ghim dùng Lâm Anh số 1, 199 nhá. Bây giờ áo này Lâm Anh sẽ chuẩn bị thay ra mọi người nhá. Chuẩn bị là lên mẫu khác cho mọi người nhá. Quay vòng đôi ta. Còn 2 phút nữa thì bên mình sẽ thay mẫu khác cho anh em nhé. Anh Đức Lương ơi, có sai nha mọi người. Mọi người chỉ cần là ghi dùng Lâm Anh là mã số 1199 gạch ngang thì nhân viên nhà Lâm Anh sẽ vào check đơn cho mọi người nhá. Thì nhân viên nhà Lâm Anh sẽ vào và sẽ gửi cái số bảng sai cho mọi người, tư vấn cho mọi người. Nói chung là mua hàng bên nhà Lâm Anh mọi người cứ kiểm hàng thoải mái luôn. Rồi ok, Lâm Anh sẽ lên mẫu khác cho mọi người này. Anh em ơi, chuẩn bị lên con siêu phẩm nha anh em. Lấy con siêu phẩm nha anh em ơi. Anh ở bàn trong lần tay tôi bước lên bầu trời. Tôi cầm quên nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai. Rồi anh em ơi, lên một siêu phẩm cho anh em. Đó là áo sơ mi tay dài mọi người nha. Mọi người phải comment đúng cú pháp thì mới được tính là giá sale mọi người nha. Nếu như anh em không comment đúng số pháp thì anh em sẽ không bao giờ mà lên được giá sale đâu. Mã này là mã một mã áo sơ mi lụa này. Ở đây nó sẽ có ra hàng dấu cúc cho anh em nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Rồi mọi người lên mã số 2 gạch ngang 199 cho Lâm Anh để lấy được con áo này. Con này thì bên nhà Lâm Anh sẽ có màu đen cho mọi người nữa nha. Rồi anh em ơi, anh em liên tục chia sẻ cái video này đi, anh em sẽ làm khách hàng may mắn được tặng quà bên nhà Lâm Anh nữa. Anh mua có chủ Lâm Anh được không? Mua về nuôi được không mà mua? Anh có mua được không? Công Hà Tích Phú Hưng, mọi người phải comment mã số 2. Mã Lâm Anh đang mặc mã số 2. Một cái áo sơ mi lụa này, mọi người thấy không? Nó có là gì ạ? Nó sẽ có cái phần gọi là dấu cúc cho mọi người, vải lụa chống nhăn cho mọi người. Đó, mọi người ghi dùm Lâm Anh là mã 2 gạch 199 thì mọi người sẽ nhận được bảng giá sale bên nhà Lâm Anh nha. Mở lên mic có mà em. Thì cho chúng ta. Trời ơi, mà chị mà không nghe lên mic làm sao mà bán hàng được. Chào mọi người, có bán Lâm Anh không? Nhảy bán Lâm Anh mà mọi người có nuôi nổi Lâm Anh không? Mà mọi người kêu là phải bán Lâm Anh. Sợ mọi người không nuôi nổi Lâm Anh ấy chứ. Hello. Anh nuôi được thì anh mới mua. Anh có bao nhiêu tiền mà anh nói nuôi, nuôi anh, nuôi bố mẹ đi, nuôi anh trước đi đã gì à? Anh mua em bao nhiêu? Mọi người chia sẻ cho Lâm Anh với. Hello mọi người nha, mã này là mã số 2 đang sale 199 anh em nha. Anh qua mua tập trực tiếp có bán không nha? Em chỉ bán online thôi anh ạ. Em bán thì anh vào ngắm Lâm Anh thôi. Mà mọi người phải để cho Lâm Anh bán hàng để mọi người được ngắm Lâm Anh chứ. Bây giờ mấy anh mua Lâm Anh về rồi còn ai đâu mà ngắm Lâm Anh nữa mọi người. Mọi người mua về làm của riêng là không được nha. Bán cái áo này thì sẽ có 2 màu anh em nhá. Mã này sẽ có 2 màu là cái màu đen á. Rồi giờ lên cho chị bỏ cúc cho giờ lên cho chị. Sao nuôi nổi mà. Hello anh em vào đây anh em chia sẻ cho Lâm Anh với được không mọi người. Rồi tao nghe cái giọng này là tao biết sắp cảm rồi đây. Tình anh em chúng ta không rời xa. Tình anh em chúng ta. Nặng 71kg có sai anh nhá. Dài 21cm thì không cần phải đưa lên đâu anh ạ. Chào anh Nguyễn Dũng nha. Mọi người ơi, muốn mua áo này với giá 199 mọi người comment mã số 2 199 cho Lâm Anh nha. Hồng Trần đã coi vòng trời đất. Những lúc chào anh Nguyễn Đăng Thanh nha. Mọi người ơi, mã 2199 mà nhìn thấy Lâm Anh mến quá. Em cảm ơn anh Đức Hiền. Mọi người ơi, mọi người có thể là kim em ghim bình luận của như anh Nguyễn Đức Hiền lên nha. Cái này sẽ có cộc tay như dài màu đen rồi nha mọi người. Có màu đen rồi nhá. Mã này sẽ có 2 màu nha. Anh chia sẻ bán hàng cho anh nhé. À, ok anh nha. Mọi người ơi, mọi người vào đây đi. Chia sẻ cho Lâm Anh đi. Từng đêm tôi ngước lên bầu trời. Từng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.
bật cái bật cái gì nhở, bật cái máy lạnh lên. Chuyện vui. À, em uống xe sụi là hết hốm, chắc mai phải mua xe sụi uống quá. Anh muốn mua quần Lâm Anh ơi, anh muốn mua quần gì ở bên nhà Lâm Anh cũng có rất là nhiều mà. Cái mã này nó sẽ có hai màu anh em nhá, màu trắng và màu đen như thế này mọi người nhá. Ok, anh xuất khẩu lao động này, anh em nào muốn mua mã này với giá 199 đang tri ân bên nhà Lâm Anh, mọi người comment dùng cho Lâm Anh là mã 2199. Những cái mẫu này mọi người nhá là nó đang được sale cực kỳ là giá tốt luôn. Đợt được thời điểm mà nó bán là đến 270.000 lận đó mọi người. Cái chất vải này là vải lụa nha mọi người. Nó sẽ chống nhăn nha mọi người luôn. Anh em nào lười là không cần giặt luôn. Bây giờ không ngủ là mới người được không? Còn... À, mọi người đang xem trong livestream Lâm Anh, cho Lâm Anh xin một chia sẻ nha mọi người. Cái áo này bên nhà Lâm Anh sẽ có hai màu cho mọi người. Nhanh tay lên comment mã số 2199 giống như anh Đức Hiền nhắn tin đó mọi người. Mọi người comment giống như anh Đức Hiền thì sẽ lấy được mã số 2 này mọi người nhá. Những đêm hoài. Ok bạn yêu vui vẻ, cảm ơn bạn Phan Nắng Hà này. Lâm Anh có bán thiếu đến tháng lương không? Bán thiếu đến tháng lương nghe dễ sợ đấy. Tôi bước lên bầu trời, tôi cầu xin anh ở nơi trời xa, mong là anh được thành công. 40kg mặc vừa anh Hoàng Đạt nhá, em rất là nhỏ người luôn, em có 40kg em mặc vừa nè. Đêm tôi ngước lên bầu trời. Bao nhiêu tiền em? Dạ con áo này bên nhà em đang sale từ 270.000 xuống chỉ còn 199.000 thôi mọi người nhá. Đang sale là từ 270.000 xuống còn 199.000 rồi. Bây giờ Lâm Anh sẽ qua mã một mã nữa cho mọi người nhá. Mọi người comment nhanh thì mọi người mới được nhận. Nếu như ai không comment thì sẽ không được tính là được giá tri ân đâu mọi người ơi. Anh em nào mà không comment sẽ không được nhận giá tri ân bên nhà Lâm Anh nhá. Phải là phải comment lên 199 mã 2199 như anh Đức Hiền thì mọi người mới là không bị thì vẫn được mới được trả giá sale mọi người nhá. Bữa giờ đi chơi về xong giờ livestream lại không quen luôn. Đợi Lâm Anh tí nhá. Muốn nói chuyện với người nước ngoài nhưng mà ngại ngùng không dám nói, vào app này để học nói thoải mái với AI. Rồi Lâm Anh lên mã khác này. Anh là sinh viên giảm giá không Lâm Anh? Cửa hàng em ở đâu vậy? Giờ em chỉ bán online thôi anh ạ, à. Em không có cửa hàng nhá. Chúng mình chỉ làm đơn mẫu này nha anh em. Mẫu này sẽ có hai màu. Dạ mẫu này sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen. Chị Lâm đang mặc màu trắng ạ. Dạ, anh em coi cẩn chất luôn nha. Quá là đẹp rồi. Quá là tuyệt vời khi mình chào nhau. Nguyễn Trọng Bình cha gọi này. Mọi người ơi, áo này cũng đang được sale từ 270.000 xuống 199. Cái mã này thì quá đẹp luôn anh em ơi. Mã này là ông nào mặc vào cũng rất là đẹp trai luôn nha. Ông nào muốn mua mã này lên là dùng cho Lâm Anh là mã số 3 sale 199 mọi người nhá. Mã số 3. Comment mã số 3 199 cho mình này. Ê cái kính đen ở trong tủ chị á, cho mượn cái kính đen coi. Chào mọi người nhé, mọi người vào like, mọi người nhớ comment lại cho Lâm Anh nha mọi người. Trời ơi, mã này là mã số 3 nha, chất sơ mi lụa nha mọi người. Em tính là lại 90.